Đố ai đếm được món gì? Đố ai đếm được? Tôi mời ăn luôn. Hôm nay mọi người cùng mình tiếp tục là nấu cái món cà ri gà nè. Cà ri gà ăn với bún tươi nè. Xin mọi người mình nấu mọi Ăn người luôn. xem. Hôm nay mình sẽ nấu cái món cà ri gà nha mọi người. Đây là thịt gà nè, còn đây là nguyên liệu nè: cà rốt, khoai tây, hành tây, hành lá, nấm rơm, rồi với lại thêm gia vị nữa là ok rồi. Rồi sẽ mình có một cái món cà ri gà và mình sẽ ăn với bún, không ăn bánh mì nha. Rồi, bún. Rồi mọi người cùng nấu với mình tiếp. Mình sẽ thịt gà mình chiên sơ qua một xíu cho nó hơi vàng vàng nha các bạn. Dầu nóng thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vào cho nó thơm. Tỏi cũng vàng rồi, mình cho thịt gà vào chiên sơ. Nói thật với các bạn chứ, cái gì mình đàn ông con trai chứ mà nấu ăn là mình khoái chứ. Phải nấu ăn lắm, nhiều lúc mình hỏi mình là đàn ông hay là phụ nữ không biết khó nấu ăn không. Hồi lúc trước mình còn sống với gia đình ấy thì mình cũng cứ nấu cho gia đình ăn thôi, đa số mình nấu là nhiều hơn, nấu nhiều hơn vợ mình đó. Mình đi làm về, mình về tới nhà thì mình cũng đi chợ về nấu ăn cho vợ cho con hết. Đó là hồi lúc trước, bây giờ một mình thì mình cũng nấu rồi, mình thích ngon. Gà bây giờ nó cũng đã hơi trắng vàng rồi ha, mình về bao nhiêu cái này là được rồi, mình không có làm chín quá mà lại mình còn ướp gia vị nữa. Mình sẽ cho ra một cái nồi khác để ướp gia vị. Rồi gà mình chiên gà xong, bây giờ tiếp tục là cái cà rốt, khoai tây, với lại nói chung cái mấy cái nguyên liệu cà rốt, khoai tây, hành tây rồi mình sẽ cũng chiên sơ qua cho nó hơi vàng vàng này.
Rồi bây giờ mấy cái cà rốt, khoai tây, hành tây rồi mình chiên nó cũng đã vàng rồi. Giờ là mình tắt bếp. Và cái thịt thì mình cũng ướp cái gia vị hết rồi. Thì gia vị nó đơn giản lắm, chỉ là một xíu muối, xíu bột ngọt, nước mắm và một xíu ớt bột với lại cà ri bơ. Cà ri bơ nó sẽ có hương vị cà ri nha. Rồi vậy thôi. Bây giờ cái này thì mình tao sơ qua, nó vừa nóng rồi mình sẽ đổ nước vào nấu. Đổ nước vào nấu cho nó canh nước sao mà vừa ăn thôi, vừa đủ ăn được rồi. Thì nấu cho nó chín thịt rồi sau đó mình sẽ mới đổ những cái củ này vào rồi nấu tới chín ra. Ok. Đây, nguyên liệu củ mình cũng đã chiên vào rồi. Ngon không mọi người? Nhìn thấy hấp dẫn. Bây giờ mình cho cái nồi thịt lên. Rồi chỉ cần nó sôi lên là mình sẽ cho nước vào nấu nha mọi người. Tại vì cái thịt là mình đã chiên nó hơi chín rồi. À, cái bữa ăn hôm nay là không phải mình. À, bữa ăn hôm nay là có con gái lớn của mình nên nha. Tại con gái lớn của mình là nó đang học đại học. Nên hôm nay nó có ghé về đây thăm ba và mình để mình nấu cái món này cho nó ăn nè. Rồi khi đợi sôi chín thịt là mình cho cái rau củ này vào. Rồi, nước thì sôi và chắc cũng muốn chín được rồi. Được chưa? Rồi gà cũng sắp chín rồi. Giờ nó sắp chín rồi, cho củ vào thì mà gà với lại củ là chín là được. Ngon chưa, tuyệt vời chưa, đẹp chưa, vừa thơm vừa hấp dẫn nha. Rồi thôi, mọi thứ là chín luôn nha mọi người, mọi thứ đã chín luôn. Thì bây giờ mình chỉ nêm nếm vừa ăn là xong rồi. À, mình quên nha mọi người, khi mà chín hết rồi, nêm nếm hết rồi thì mình sẽ cho một ít bột béo vào này. Bột béo vào nó sẽ đặc cái nước lại và nó rất là béo nha, béo mà thơm nha mọi người. Làm cái nước nó sẽ đặc sệt 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 lại và rất là béo, rất thơm. Thế là xong rồi mọi người. Cho hành ngò vào bên trên thơm và hấp dẫn hơn.
nhìn cái nồi cà ri gà nhìn hấp dẫn mọi người, quá hấp dẫn luôn, thơm nha, nó sệt 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 nha, mà nó mình ăn vào nó sẽ thơm và nó béo lắm, giờ có cái bột béo nha mọi người. Bảo nó gì nó nhìn nó thèm cho đây nè, nào nó không thèm cho. Mời cả nhà cùng ăn bún nha. Đây là đứa con gái mình giới thiệu với cả nhà. Ăn là do Bảo nó thèm cho. Đây là đứa con gái lớn của mình nha. Chờ nó về đói đá luôn không à. Trưa nay nhịn đói không ăn, chờ tới giờ này. Hên là cái nồi nãy chưa nguội, vẫn còn nóng. Anh Bảo có xem được video này nhớ không? Anh coi thật gà nên Bảo chắc chắn là anh Bảo xem trước rồi. Ngày mấy con mới về hả? Con chưa biết. Cái thợ mới giờ không biết. Chắc là 12 giờ 3 giờ. Rồi lại luôn rồi về hả vậy? Dạ. Con này ngày mấy rồi hả? Ngày 19 giờ 10. Hai tay con ăn nhanh quá. Mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Video dài lắm rồi. Bỏ dĩa bún ở trong tủ.